Rồi, xin chào tất cả anh em. Để làm được video như vừa rồi, anh em cần chuẩn bị cho mình hai vật liệu. Thứ nhất là Camaster 5.0 trở lên. Anh em có thể tải trên cửa hàng Setlay, hoặc anh em muốn sử dụng phiên bản RAW không logo thì dưới video mình có để một cái link video chia sẻ ứng dụng Camaster 5.0 không logo. Anh em có thể tải về và sử dụng. Thứ hai là dự án beta hiệu ứng nền 2.kai. Anh em đã chuẩn bị hai vật liệu rồi, anh em bắt đầu mở ứng dụng lên và thao tác y như trong video nghe anh em. Khi sử dụng dự án beta thì tất cả các thao tác nó tương tự nhau. Trong dự án này, anh em chỉ việc chọn bức ảnh cần thay đổi và thay đổi những bức ảnh theo ý thích của mình là ok, rất là đơn giản. Nếu anh em thấy thích cho mình một like, một đăng ký để ủng hộ mình. Hẹn gặp lại anh em ở những video kế tiếp. Xin chào.